Em xin chào tất cả các bác nhé Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em Ở à, trên cái video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác về một trong những cái ứng dụng làm khảo sát Kiếm tiền rút về cái ví Paypal của các bác hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín Và như các bác có thể thấy đây là cái tổng số tiền mà em đã tham gia kiếm tiền ở trên những cái ứng dụng rút về ví Paypal à, Em đã rút về tổng cộng là 317 đô Nó tương đương với khoảng độ là gần 7m ở đây Và hơn nữa À, hiện tại những bác nào mà đang có USD của ví PayPal đấy mà các bác muốn rút hoặc là các bác muốn bán, quy đổi rút về tài khoản ngân hàng của các bác ấy thì các bác có thể liên hệ với em nhá. Em sẽ hỗ trợ các bác là cách để chúng ta có thể bán và rút về tài khoản ngân hàng hoặc là em sẽ thu mua cho các bác nên là các bác có thì các bác có thể liên hệ cho em. Đấy là cái phần lịch sử cũng như là cái tổng số tiền mà em đã rút thành công được về cái ví PayPal. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác là rút ở trên cái ứng dụng này, bởi vì cũng có nhiều bác tham gia làm khảo sát trên cái ứng dụng này nhưng mà cũng chưa có những bác nào mà đã rút tiền được, nên là em sẽ hướng dẫn cách rút tiền để khi mà các bác đủ min rút, các bác có thể dễ rút hơn nhá. Đây em sẽ vào cái ứng dụng này và bên cạnh đó em cũng cập nhật cho các bác làm sao để chúng ta có thể làm khảo sát để chúng ta có thể đạt được cái số lượng điểm cao nhất có thể ở đây. Đây em sẽ vào cái ứng dụng cái ứng dụng ngày hôm nay em muốn cập nhật chia sẻ cho các bác đó là cái ứng dụng PonPay nhá. Để tham gia tải cái ứng dụng này thì cái đường link em sẽ để dưới phần mô tả hoặc là các bác có thể lên cửa hàng CS Play. Các bác ghi cho em là PonPay ra. Ở đây là cái phần giao diện của cái ứng dụng này. Hơn nữa những bác là mà chưa có tài khoản ấy thì các bác có thể đăng ký bằng cái tài khoản Gmail cho em nhá. Sau khi đăng ký thành công xong rồi các bác đăng nhập vào là sẽ có một cái giao diện như thế này. Hiện tại cái tổng số dư của em bây giờ đang có ở đây là 11,95 đô. Thường thì khi mà các bác đăng ký, các bác sẽ làm được một cái khảo sát và nó sẽ tặng cho các bác tầm là 0,1 à 0,5 cho tới là 0,7 đô nhá. Ở đây hiện tại em đang có là hai cái khảo sát ở đây, như các bác có thể thấy là một cái khảo sát là 20 phút, một cái khảo sát là 18 phút. À, em có thể nhận được là 0,28 đô và 0,42 đô ở đây. Bên cái mục offer này thì uh, dành cho những bác là mà tham gia download những cái ứng dụng này uh, Có rất là nhiều bác có hỏi em là cái khảo sát này nó có ra liên tục hay không Thì ở đây các bác cứ làm lâu lâu chúng ta lại vào kiểm tra Nó sẽ ra liên tục cho các bác nhé Các bác cứ làm hết thì nó lại ra Nếu như các bác làm mà đạt được cái số điểm hết tuyệt đối ở đây ấy, Thì nó sẽ ra rất là nhiều cho các bác Nên là những bác làm mà làm mà không đạt được ấy, thì nó sẽ ra lâu hơn Còn bác làm mà làm nhanh mà đạt được thì nó sẽ ra uh, nhiều hơn cho các bác nhé Bên cái mục ZRM này là cái phần rút tiền Ở đây thì có khá là nhiều những cái cổng rút tiền Paypal, ETH này Và một số cổng khác thì hôm nay em hướng dẫn các bác là rút về cái ví Paypal nhá Tí nữa thì em sẽ cập nhật cái phần rút tiền cho các bác tham khảo Tiếp theo sang cái mục uh, Đây có cái phần nó giống như cái mũ này này Cái phần này là dành cho những bác là mà có kinh nghiệm Làm khảo sát mà đạt được cái số điểm tuyệt đối ở đây Ví dụ như là người này người ta làm khảo sát kiếm được 41,5 đô và người ta Cơ hội nhận được là 100 đô ở đây. Đấy rất là tuyệt vời ở đây. Đây là cái phần mà dành cho những bác là mà làm khảo sát để chúng ta có thể kiếm được ở đây nhá. Còn bên cái phần này là dành cho những bác là mà đi giới thiệu bạn bè ấy, thì các bác có thể nhận được cái số lượng hoa hồng khi mà chúng ta tham gia giới thiệu bạn bè ở đây cho em. Đấy là những cái mục mà em cầm nhật cho các bác. Đây ví dụ như là em sẽ hướng dẫn các bác làm một cái khảo sát này đi. Cái khảo sát này chúng ta sẽ nhận được là 0 đô thì các bác ấn vào mục phần start ở đây cho em. À, loại yêu cầu là 18 phút này thì chúng ta cần phải đủ 18 phút nhé hoặc là các bác có thể làm hơn chứ các bác không nên làm làm kém 18 phút. Nếu như các bác làm kém 18 phút, thứ nhất là cái số điểm các bác nhận được, đôi khi các bác sẽ không nhận được điểm. Thứ hai nữa là cái số lượng khảo sát của các bác nó sẽ bị mất đi. Nên là dành cho những bác làm mà có kinh nghiệm làm khảo sát hoặc là các bác cứ làm chậm chậm cho em, cứ đủ 18 trên 18 phút là được. Rồi ở đây các bác ấn một phần tiếp tục ở đây cho em nhá. Em sẽ ấn một phần tiếp tục ở đây à, Mã bưu chính thì các bác cứ điền cho em cái mã zip code bưu điện của các bác vào đây cho em là được Thì à, các bác cứ điền cho em vào đây Đấy, thuộc giới tính nào, bao nhiêu tuổi Đấy, các bác cứ điền ra đây cho em Ví dụ như là mình 25 tuổi đi, điền 25 tuổi Bằng đạo tạo nghề, chính trị, trung cơ, học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp, trung học nghề Đấy, rồi, ấn mục phần tiếp theo làm chậm chậm thôi nhá Ở đây thì em đang làm video hướng dẫn chia sẻ Đa số là những cái câu hỏi nó hỏi chúng ta Thì nó rất là đơn giản thôi không có gì cả Rồi như vậy là Cái khảo sát này em làm này Các bác thấy chưa em trả lời nó hơi nhanh quá một chút này Thì nó lại ra cái khảo sát mới Cái khảo sát này nó rơi vào khoảng độ là 7 phút thôi 7 phút á À em nhận được là 0,1 đô các bạn Em nhận được 0,1 đô cái khảo sát kia em làm Nhanh quá thôi thử cái khảo sát này đi Nó yêu cầu là 7 phút này nhận được là 0,2 đô đấy ấn một phần start đây cho em khảo sát này người ta đánh giá toàn là 5 sao thôi à, thu nhập chính của các bác à, một hộ gia đình của mình một tháng là bao nhiêu một tháng thì cứ từ 8 cho tới 8 cho tới 9 triệu đi ấn một phần còn tiêu oh, cái khảo sát này mình điền ấy quá các bạn điền ít quá sao điền ít quá nên là nó không được đấy còn một cái khảo sát nữa thì các bác có thể tham khảo ở đây cho em nhé Đấy, các bác có thể ấn vào mục xu bên này là cái phần offer để chúng ta có thể download những cái ứng dụng. Đây là cái phần uh, chơi game. Để các bác có thể tải những cái ứng dụng game về, đấy các bác ấn mục phần account ở đây cho em là được. Đây có rất là nhiều loại game để các bác có thể tham gia nhá. Em có sẽ quay trở lại ở đây. Bây giờ thì em sẽ vào cái phần uh, quan trọng nhất đó là cái phần hướng dẫn các bác rút tiền. Ngày hôm nay thì nó hơi ít khảo sát và hơi ít ứng dụng. Uh, như hôm qua em vào khá là nhiều khảo sát và khá là nhiều ứng dụng để em có thể uh, làm nhiệm vụ ở đây thì nó cũng tùy từng hôm có hôm thì rất là nhiều khảo sát nó còn một hàng dài xuống như này này một hàng dài xuống như này thao hộp chúng ta có thể làm và bên cái mục offer này cũng rất là nhiều những cái ứng dụng khi mà chúng ta download về để các bác có thể nhận rồi bây giờ em sẽ sang cái mục ZRM ở đây để em có thể hướng dẫn các bác là rút tiền như lúc đầu video em đã cho các bác xem cái tổng số rút tiền em đã rút thành công được ở trên những cái ứng dụng kiếm tiền PayPal ấy, nó rơi vào khoảng độ là hơn 300 đô thì phải những cái ứng dụng thật cực kỳ uy tín thì em mới chia sẻ cho các bác. Còn những cái ứng dụng mà kiếm tiền PayPal mà nó không uy tín ấy thì thật sự giới thiệu cho các bác thì cũng chả để làm gì cả phải không? Và bản thân em cũng giới thiệu cho các bác mà không kiếm được tiền, các bác làm nhiệm vụ mà các bác không kiếm được tiền thì mình phải test qua nó phải kiếm được tiền thì mình mới chia sẻ Còn những cái ứng dụng nào nó không kiếm được tiền thì em sẽ không chia sẻ cho các bác Đây là các bác yên tâm nhá Em đã cập nhật cho các bác thì các bác có thể yên tâm tham khảo cho em Đây em sẽ chọn là PonPay À quên chọn là PayPal Quên lại cứ PonPay Mình rút thấp nhất của nó là 10 đô và cao nhất là 50 đô Thì à, em sẽ chọn ở đây Và phí của nó sẽ là 0,5 đô 0,5 đô nha các bác nhá Thì em sẽ tạo một cái lệnh rút tiền rồi em sẽ ấn vào đây. Bây giờ thì em sẽ điền cái gò mai ví PayPal của em vào đây, sau đó em sẽ ấn vào mục phần con lơ ở đây nhá. ở à, những bác nào mà hiện tại chưa có cái ví PayPal thì các bác có thể tạo cái ví này. Cách tạo ví thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy các bác có thể lên cửa à, lên cửa hàng xét Play các bác download cái ứng dụng PayPal về hoặc là các bác có thể lên YouTube các bác xem cách tạo ví PayPal nhá, nó rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ em sẽ điền cái uh, gờ mai ví PayPal của em vào đây, sau đó em sẽ ấn mục phần uh, rút tiền nhá. bây giờ thì em sẽ ấn một phần con ở đây nhá, đây các bác có thể thấy này, à, rút ở đây là 10 đô và nó trừ phí của em đây là 0,5 đô nhá đây, phí là 0,5 đô đây phí đây nhá, rồi bây giờ em sẽ ấn một phần pay off đây, rồi như vậy là em đã tạo xong cái lệnh rút tiền này, sau đó em sẽ ấn một phần start ở đây nhá, em sẽ chờ một lúc ở đây Như vậy là em đã tạo xong cái lệnh rút tiền và nó báo của em ở đây là 48 giờ. 48 giờ thì nó rơi vào khoảng độ là 2 ngày nhá. Khi mà chúng ta rút tiền nó sẽ có một cái phần xác minh à, xác minh bằng cái khuôn mặt của các bác ấy thì chúng ta sẽ dơ cái khuôn mặt của chúng ta lại gần. Đấy, sau đó nó, nó quét một lần qua cái khuôn mặt của chúng ta là được. À, nhiều bác kiểu nhờ xác minh qua cái phần khuôn mặt đó rất là khó nên là các bác có nhắn tin qua Zalo cho em bảo à, ở cái phần xác minh khuôn mặt em xác minh mãi mà không được thì các bác cứ dư gần gần vào ấy, nó quay một à, vòng tròn à, quét hết cái vòng tròn khuôn mặt của chúng ta là ok nhá rồi em sẽ ấn một phần ok ở đây và sau khi mà tiền về thì em sẽ chia sẻ lên cái tab cộng đồng hoặc là chia sẻ lên nhóm zalo để cho các bác cùng tham khảo ở đây cho em nhá và cái số dư của em hiện tại đã bị trừ đi ở đây rồi nó chỉ còn là 1,44 đô ở đây thôi như các bác cũng có thể thấy này và bây giờ em lại tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ khảo sát hoặc là tải những cái ứng dụng trò chơi về để em có thể tham gia và chơi. Sau khi mà đủ 10 đô nữa thì em lại tiếp tục vào để có thể rút tiền nhá. Rồi đấy là cái phần mà em hướng dẫn chia sẻ cho các bác cũng như là cập nhật cho các bác về cái phần rút tiền. Và cái phần làm khảo sát thì ở trên cái ứng dụng này bác nào mà không hiểu thắc mắc gì các bác có thể kết bạn qua Zalo, em sẽ hướng dẫn. Video này của em kết thúc ở đây. Bây giờ em sẽ sang quay và trao quà cho hai bác may mắn nhất ở cái video đặt trước đây Bây giờ thì em sẽ quay và trao quà cho hai bác may mắn nhất ở cái video đặt trước đây Xem video đặt trước của em có bao nhiêu bình luận nhá Các bác tham gia xem video trên kênh của em các bác còn có cơ hội nhận được cả quà mang về nữa Ở video đặt trước của em có 130 bình luận Xin chúc mừng bác đầu tiên là bác Loan Vũ ở đây Bây giờ em sẽ chọn ra bác thứ hai, bác thứ hai là bác này tên khá là dài. À, sau video này hai bác chụp cho em cái số thứ tự gửi qua bên Zalo, em sẽ tặng mỗi bác một phần quà trị giá là 5k. Video này em kết thúc ở đây nhá. Em xin chào tất cả các bác.